Ngày 15 tháng 3, Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Trí Mạnh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Gia Thịnh về tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Trước đó, qua thời gian xác lập ban chuyên án, ngày 2 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khám xét nơi ở và các kho của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Gia Thịnh, phát hiện số lượng lớn hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nhớt và phụ tùng xe mô tô nổi tiếng. Ngoài ra, tại nhà ông Mạnh, công an còn phát hiện nhiều hung khí nguy hiểm. Đặc biệt, trong quá trình điều tra, Mạnh còn khai đã lên kế hoạch chi 20 tỷ đồng để đẩy Đại tá Đinh Văn Nơi, giám đốc Công an tỉnh An Giang sang địa bàn khác. Mạnh đã chi trước 10 tỷ đồng để nhóm 4 người lo chuyện chạy điều động cán bộ, nhưng gặp phải nhóm lừa đảo. Hiện Công an tỉnh An Giang cũng đang tạm giữ hình sự 4 người này để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.